Úc xin chào cả nhà. Trời hôm nay lúc nắng lúc ui ui cả nhà. Hôm nay cả nhà, Úc Nhi sẽ gỡ mấy miếng gạch để mà Úc Nhi trồng rau muống á cả nhà. Bây giờ xin mời cả nhà cùng Úc Nhi gỡ gạch nha. Cỏ là tí tô thôi cả nhà. Cái miếng gạch của Như mà đã gỡ rồi á. Để nó như đây. Rồi bây giờ còn miếng này nữa.
quá cả nhà. Đó đất đó cát không à. Đây nè, đây nè, đây là cái đất cất như mua để trồng cây á. Đây là cái con muống này cũng như đã ngâm nó rồi đó cả nhà, ngâm nó cũng như để nó rồi nè, bây giờ cũng như bỏ vô đó nha. Bây giờ mình sẽ gãy cái con muống này xuống rồi cả nhà, mình lấy tay gãy để nó mới thấy ăn. Mình sẽ gãy ba hàng nữa nha cả nhà. Đẩy nó lại sơ sơ vậy thôi nha. Rồi nó bắt đầu như mới gửi một cái lớp đất lên nữa. Mình đang hàng nữa nè, ba hàng. Mình không có chỗ, mình trồng gần gần chút vậy đi. Đêm cũng như ủ nó một ngày nữa là tức là thành hai ngày cả nhà. Xong ba hàng rau muống. Giờ là ông như xả dưới miếng đất lên thôi, dưới một miếng đất phủ nó lên thôi, không có nhiều, tại vì mai mốt mà nó mà thiếu đất hơn thì sẽ chăng thêm nữa. Như sẽ phủ đất đất phủ này lên này thôi. Gạch nó cũng như chừa để ông như bước vô đây nè, chứ nếu mà mở ra luôn thì nó nhiều ha, mình phải chừa lại đằng nào mình bước vô đó.
Bây giờ như đã ngứa nó lên rồi. Ngứa miếng cát là mình gãi lên luôn cả nhà. Rau muống này rau muống trồng cát nha. Thí nghiệm nữa đó. Thí nghiệm rau muống trồng cát nè, không biết có lên không này. Đây một cái rau muống cũng như nha cả nhà, đây một cái rau muống đã xong rồi đó. Thì mình tưới nước nữa nè cả nhà, mình tưới nước phun sương đó cả nhà. Cả nhà ôi ôi, cái bụi cải cũng như cả nhà nó muốn ra bông rồi đây nè. Đó cả nhà thấy chưa, thấy mê cái bụi cải chưa, thấy mê cái bụi cải cũng như chưa đó. Bụi cải này cũng như là như mới thu hoạch, nó cận chừng từng đó cả nhà, mà giờ nó lại bự nữa nè, quá sách chừng ngon luôn nữa à. Bụi cải này ngon quá, cái bông này nó đang chuẩn bị ra bông rồi đó cả nhà, nó đang chuẩn bị ra bông rồi đó. Rồi ông như sẽ trồng tiếp cả nhà ơi. Đó, thì chút như chia sẻ với cả nhà lúc như làm mấy cái này nè, đó làm được ba khúc này để trồng cây. Mình lấy gạch ra nè, lấy gạch xong mình trồng được ở dưới đây. Tại cũng như thấy trồng ở ngoài đây nó tốt hơn là trồng trong chậu á cả nhà, nên cũng như lấy ra như trồng này ba cái. Còn chỗ này bị mình bước mình đi vô, nếu mà mình muốn thu hoạch cải mình không có thu hoạch được á cả nhà, nên cũng như để đây trường mình đi vô ra. Thôi thì bây giờ cũng như sẽ làm tiếp tục nữa cả nhà ơi, mình sẽ móc cái cát này ra rồi bỏ cái đất để trồng cây vô nữa cả nhà. Móc cái đất này cát này ra cũng mất thời gian nữa đó cả nhà, tự mình kiếm chỗ để mà mình trồng cây thêm á cả nhà đó. Mình không có chỗ thì bây giờ mình làm vậy đi, chứ trồng chậu thì cái cây nó như thấy nó không có bằng á, nên nó làm vậy ra đây thử coi nó tốt hơn không á cả nhà đó. Mê trồng cây đó cả nhà ơi. Cũng như xin chân thành cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ, như chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn.